Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị, quý khách hàng máy nước nóng năng lượng mặt trời Rapido dung tích 140 lít 10 ống, 14 ống của thương hiệu của tập đoàn Fioli. Thì đây là dòng sản phẩm cao cấp của tập đoàn Fioli, được thiết kế bình màu ô là gồm có vỏ và ruột đều bằng inox 304, lớp form được sản xuất bởi tập đoàn Hussmann Hoa Kỳ, và chân đế được thiết kế bằng inox hộp vuông dày, ống thủy tinh nhân thông, thiết kế theo tiêu chuẩn của châu Âu, hấp thụ nhiệt lên đến 99%, và sản phẩm này đang có chương trình khuyến mãi ưu đãi lớn nhất hiện nay. Quý khách hàng cũng đang quan tâm và theo dõi thì chúng ta có thể comment ở phía bên dưới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi clip này.